Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Sự Có Ích Của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm một trong những công thức của idol quốc dân, ông gấu Nino, đó là Dorayaki. Mà ăn cắp IC thì hơi có lỗi quá, thế nên mình sẽ biến đổi một chút là mình sẽ làm vị Dorayaki vị matcha nha. Mọi người hãy cùng coi video với tôi nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm phần nhân trước, là chúng ta sẽ làm phần bánh trôi á. Cho công thức ngày hôm nay thì mình xài bột gạo của Nhật, cơ mà mọi người cứ xài bột gạo nếp bình thường cũng được nha. Chúng ta chỉ đang làm bánh trôi thôi mà, bánh trôi Việt Nam hay bánh trôi Nhật đều giống nhau cả thôi. Lượng nước của chúng ta thì sẽ khá là thay đổi tùy theo độ hút ẩm của bột. Mọi người cứ cho bột hoặc là nước thêm cũng được, cho đến khi mà chúng ta ra được một cái hỗn hợp mà nó khô, kiểu sờ vào mà không bị dính dính và có thể nặn thành cục như thế này này. Nhật Bản thì mọi người thường hay kết hợp matcha với cả đậu đỏ và bánh trôi như thế này, thì nó như là một combo kiểu huyền thoại ấy. Mình cũng không hiểu tại sao ăn nó chả hợp với nhau lắm đâu. Cơ mà thôi, cái gì truyền thống thì chúng ta nên tôn trọng nó một chút. Và kiểu có thêm cái bánh trôi này thì cái phần nhân bánh của chúng ta nhìn nó kiểu có điểm nhấn hơn ấy, thì nó sẽ xinh hơn rất là nhiều. Phần bánh trôi này nếu mọi người muốn thì mọi người có thể cho thêm viên đường phèn vào ở giữa cũng được. Cũng mà mình đang muốn làm cái bánh trôi này để mà giảm bớt cái độ ngọt của cái bánh chung. Vì kiểu dorayaki là bánh đó đã ngọt sẵn rồi, xong phần nhân nó còn là đậu đỏ nữa, kiểu siêu ngọt ấy. Khi mà nước đã sôi thì chúng ta sẽ cho bánh trôi vô và luộc cho đến khi nào bánh nổi lình phình trên bề mặt nước là xong nha. Sau khi mà bánh chín thì chúng ta sẽ vớt bánh ra và sau đó thì bỏ vô một cái âu nước lạnh để mà bánh có độ dai nhất định nha. Để cho bánh nghỉ cho đến khi nó nguội hoàn toàn và để trong nước ấy, để cho nó đỡ dính vào nhau. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm phần dorayaki matcha nhé. Công thức ngày hôm nay thì là của idol quốc dân rồi, thế nên tự cái công thức nó cũng đảm bảo là nó sẽ rất là ngon. Cơ mà có một điều mình thắc mắc nhá, là kiểu làm sao mà ông gấu có thể làm được nhiều cái bánh như thế trong cái video được cơ chứ. Kiểu mình đã làm cái công thức này 3 lần rồi, mà kiểu 3 lần kiểu làm tối đa cũng chỉ được 3 bánh thôi ấy. Thế xong rồi mình coi lại cái clip của Nino thì kiểu tận cuối ông ấy cho ra tận 7 cái lận. Mình cứ thắc mắc, hay do mình đổ to quá nhỉ. Cơ mà không, lần thứ nhất thì còn có thể là lỗi của mình chứ, lần thứ hai thì là do Nino chỉ trá rồi. Để mà tạo được vị matcha cho bánh này thì mình đã bỏ đi 8 gam bột mì và thay vào đó là 8 gam bột matcha. Bước này thì mọi người cứ lấy cái que trộn bột xong trộn như bình thường là được nhá. Chả hiểu sao ở cái bước này tự dưng ngựa bà đi phâu xong mà trộn mãi nó mới xong á. Dị ghê gớm. Sau khi mà chúng ta trộn xong thì hãy để cho bột nghỉ 20 phút nha. Sau 20 phút thì chúng ta sẽ đổ nước vô và quấy đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện. Ở bước này thì hỗn hợp của chúng ta sẽ ở một cái trạng thái kiểu không quá đặc nhưng mà cũng không quá lỏng nhá. Kiểu nhìn như thế này này là được nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chiên bánh. Thì cái bánh này thực chất là rất là dễ chiên luôn. Kể cả nhìn cái chảo của mình nó có tan nát như thế này đúng không? Thế mà mình vẫn chiên ra được đó. Đổ bột ở một cái chiều cao kha khá ấy, thì bột nó sẽ tự động tròn và kiểu tự động lan ra thôi. Chúng ta sẽ chiên bánh trong vòng 2 phút ở lửa thấp nha. Khi mà bánh bắt đầu nổi những cái bọt khí mà nhìn như da con cóc thế này thì chúng ta sẽ lật bánh. Do cái chảo của mình nát có rồi ấy, thế nên một bánh nhìn nó không được mịn màng lắm cơ mà. Mọi người thông cảm nhá. Bánh của chúng ta cơ bản là đã chín rồi, thế nên mặt còn lại chỉ cần dán trong vòng khoảng 30 giây đến 1 phút là được nhé. Và bây giờ sẽ đến một số ví dụ thất bại mà mình đã rút ra được trong quá trình làm. Đầu tiên thì đó chính là phết dầu lên chảo. Khi mà mình phết dầu lên chảo ấy thì mình thấy được là cái mặt bánh của mình nó không còn được đều và đẹp như lúc trước nữa. Mình đoán thì là do cái nhiệt độ nó chuyển qua cái dầu thì nó sẽ nóng hơn ấy, khiến cho mặt bánh của chúng ta không được đẹp nữa. Thế nên với mình thì mình sẽ luôn chiên không dầu nha. Thất bại thứ hai của mình thì sẽ là cái nhiệt độ của cái chảo bị quá nóng. Điều này sẽ xảy ra khi mà bạn chiên từ cái thứ ba hoặc là cái thứ tư. Nếu mà cứ để nguyên cái chảo đó trên bề mặt bếp thì kết quả là dù bạn để nguyên cái lửa y xì như thế, cơ mà cái nhiệt tích tụ từ những lần trước ấy, nó sẽ làm cho cái mặt bánh nó cháy xám rất là nhanh. Thì cái cách khắc phục rất là dễ thôi, là chúng ta cứ rửa cái chảo đi sau mỗi lần rán là ok. Và đây là mẻ bánh thứ hai của mình, vì mẻ thứ nhất đã thất bại rất là thảm hại. Nếu như mọi người muốn mặt bánh nó màu xanh hơn, như kiểu màu xanh của matcha hơn, thì mọi người có thể rán ở lửa thấp trong một thời gian lâu hơn nha, kiểu lửa siêu thấp ấy. Cá nhân mình thì thích cái màu này hơn vì nhìn nó ra dáng dorayaki hơn, dù mình chiên nhìn nó rất là xấu chăng nữa. Phần đậu đỏ này thì mình mua sẵn ở siêu thị thôi. Nếu như mọi người muốn biết cách làm thì hãy qua video của ông gấu để xem nha.
Và nếu như ở bước này cái bánh của bạn nhìn phèn phèn và xấu như cái bánh của mình thì cũng đừng quá lo lắng, vì khi mà chúng ta cắt nó ra làm một nửa ấy thì nó sẽ auto đẹp thôi, vì cái màu xanh nó hiện ra mà. Nhìn cái ngón tay út nó chia ra bên đây không kìa. Ta-da! Bảo mà khi mà cắt ra ấy nhìn nó đẹp hơn bao nhiêu đúng không, so với cái bánh phèn phèn lúc đầu. Và bây giờ sẽ đến câu chơi ngôn của ngày hôm nay nha. Nó vẫn là bài thơ dang dở ngày trước thôi. Trăng kia cao bao nhiêu, nào đâu ai thấu rõ. Em yêu anh bao nhiêu, chẳng đâu hề sáng tỏ. Cảm ơn mọi người vì đã xem tiết diện đây. Nếu như mọi người thấy thích video này thì hãy ấn like, đăng ký cho kênh của mình và share video này nhé. Chúc mọi người sẽ thành công với món bánh này vì mình thấy nó khá là đơn giản rồi mà. Nó chả có cái gì thất bại đâu. Mà bánh nào mình nói thế thôi cơ mà. Chúc mọi người thành công nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Bye bye.